Hôm nay mình mới mua được cái chong chóng thần kỳ, bây giờ mình sẽ đem qua phe với lại siêu nhân nhện mới được. Đi qua nhà siêu nhân nhện chơi thôi các bạn ơi. Đây là chong chóng thần kỳ Minion, có sức mạnh rất là lớn luôn. Hello, xin chào siêu nhân nhện. Hello, xin chào The Hook. Bạn có cái món đồ chơi gì nhìn đẹp dữ vậy? À, đây là cái chong chóng thần kỳ Minion, nó rất là mạnh luôn đó, có thể thổi bay được hết tất cả mọi thứ luôn. Hôm nay mình đem qua cho bạn chơi chung nè. À, cái gì? Cái chong chóng như vậy mà gọi là chong chóng thần kỳ hả? Chong chóng này có thể thổi bay được hết mọi thứ hả? À, mình không có tin đâu. À, cái gì? Bạn không tin sức mạnh cái chong chóng này của mình hả? Được rồi, bây giờ mình sẽ chứng minh cho bạn thấy, mình sẽ thổi bay hết những chiếc xe đồ chơi này của bạn. Bây giờ mình sẽ dùng chong chóng thần kỳ Minion để thổi bay hết những chiếc xe đồ chơi của bạn. Đầu tiên mình sẽ thổi bay bạn xe tải. Rồi tiếp theo mình sẽ thổi bay bạn xe buýt. Tiếp theo mình sẽ thổi bay bạn xe ô tô. Tiếp theo mình sẽ thổi bay bạn xe cảnh sát. Bạn đã thấy sự lợi hại của cái chong chóng Minion này chưa? Đó, những chiếc xe ô tô của bạn đã bị mình thổi bay đi mất tiêu hết rồi. Ôi, cái chong chóng Minion của bạn lợi hại quá, thổi bay mất tiêu hết mấy chiếc xe của mình rồi. Thôi, bây giờ mình phải lấy chiếc xe cẩu múc cát của mình để đi tìm những chiếc xe đồ chơi của mình thôi. Đi tìm những chiếc xe đồ chơi thôi nào. Wow, các bạn ơi, mình đã đến nơi những chiếc xe đồ chơi của mình bị mất tích rồi nè. Wow, ở đây có những cái ngọn núi kìa các bạn. Những chiếc xe của mình đang ở trên những cái ngọn núi này. Bây giờ mình sẽ kéo những chiếc xe của mình xuống nha các bạn. Rồi, bây giờ chiếc máy xúc của chúng ta sẽ cho những chiếc xe ô tô xuống nha các bạn. Wow, chiếc xe ô tô đã xuống rồi. Ôi, các bạn ơi, ở trên đây có cái gì nè các bạn? Nè nè, các bạn thấy vàng vàng không? Ôi, bây giờ máy xúc sẽ đào ra nha các bạn. Rồi, để mình lấy chiếc xe ô tô này ra nha. Máy xúc sẽ đào ra xem coi đây là cái gì nha các bạn. Kìa 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 kìa. Moi ra kìa bạn. Bạn nó sẽ moi ra từ từ cho chúng ta cùng xem nha. Đây là cái gì các bạn thử đoán coi, cái này là cái gì nha. Các bạn thử đoán coi cái này là cái gì đây. Nhìn rất là đẹp luôn đó các bạn, kìa màu vàng kìa đó. Không biết cái này là cái gì ha, chúng ta cùng nhau chờ đợi xem nào. Mình đoán đây là cái gì ta. Để mình coi coi. Để mình đoán coi. Ôi các bạn ơi, một cái đầu xe container. Một cái đầu xe container nè. Wow, một cái đầu xe container. Nhưng mà cái đầu xe container này bị thiếu hai cái bánh xe trước rồi các bạn. Chỉ có hai cái bánh sau thôi. Wow, cái đầu xe container cũng đẹp lắm nha các bạn. Rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục các bạn ơi. Bây giờ chiếc máy xúc của chúng ta sẽ tiếp tục qua lôi cái chiếc xe này xuống nha. Lôi chiếc xe này xuống nè. Rồi, chiếc xe đã được lôi xuống các bạn ơi. Rồi bây giờ để xem coi ở trong đây có gì không nha các bạn. Để bạn máy xúc đào coi trong này có gì không nha. Ôi các bạn ơi, có gì kìa. Có gì kìa kìa kìa. Các bạn kìa, nhìn kìa.
Có cái gì màu xanh nước biển các bạn thấy không? Các bạn ơi. Wow, trong đây. Ôi, có xe buýt các bạn. Nè, một chiếc xe buýt nè. Đây, thêm một chiếc xe buýt nữa nè các bạn. Còn đây. Đây là một chiếc xe ô tô. Wow, có hai chiếc xe buýt và một chiếc xe ô tô luôn. Nhìn các bạn ơi, ở đây có một cái núi nữa nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cho máy xúc qua đảo ở đây coi trong này có gì không nha các bạn. Rồi, các bạn thử đoán coi trong này có gì không nha. Trong cái núi này không biết có gì không ha. Để bạn máy xúc thử đào ra xem coi nào. Đào ra bạn ơi. Kìa. Ôi, có các bạn ơi, có cái gì nè. Có cái gì nè, rất là cứng luôn. Để bạn nó lôi ra nha các bạn. Lôi các bạn. Kìa. Các bạn ơi, một chiếc xe các bạn. Nè, một chiếc xe ben. Wow, chiếc xe ben đẹp quá các bạn ơi. Nè, ben đất đá cát xuống nè. Chiếc xe ben nha. Chiếc xe ben rất là đẹp luôn nè. Wow, đẹp quá các bạn ơi, một chiếc xe ben nha. Hay quá. Vậy là trong mỗi cái núi này có một cái món đồ chơi ha các bạn. Vậy bây giờ chúng ta sẽ qua đào cái núi kia đi. Xem coi trong đó có gì, các bạn cùng đoán nha. Các bạn thử đoán coi ở cái núi này có cái gì nha. Rồi, bạn đó sẽ cho bạn xe xuống. Rồi, cho bạn xe xuống nào. Rồi, bạn xe đã xuống rồi. Kìa, các bạn thử đoán coi cái này là cái gì nè các bạn. Chúng ta cùng đoán xem coi trong này có gì nha các bạn. Bạn máy xúc đang đào kìa. Không biết trong này có gì ha. Chờ một tí nữa nha các bạn. Bạn đó sắp đào ra kìa. Nó đào ra các bạn ơi. Các bạn. Cái gì đây? Superman các bạn. Superman. Nhìn đẹp quá các bạn. Kìa, còn gì nữa kìa các bạn ơi. Nè. Đây là ai đây? Đội trưởng Mỹ. Captain American. Đẹp quá các bạn ơi. Có hai siêu nhân luôn. Hai siêu anh hùng nhìn rất là đẹp ha. Đội trưởng Mỹ và Superman. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ để ở đây. Tiếp tục nào, máy xúc ơi. Còn ba cái núi ở đây nữa nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đón tiếp theo nha. Rồi, cái núi nào? Cái núi này ha. Rồi, để em đón xem coi cái núi này có gì nha. Moi ra nào. Moi ra. Rồi, moi ra nào. Có gì vàng vàng kìa các bạn. Có gì vàng vàng kìa. Có gì vàng vàng kìa. Chúng ta cùng nhau đón xem có gì vàng vàng kìa. Moi ra nào. Các bạn ơi. Có chiếc xe. Có chiếc xe các bạn. Nè. Một chiếc mô tô. Mô tô màu xanh nước biển. Đẹp quá. Rồi, tiếp tục nào. Còn gì nữa không? Moi nữa nào. Các bạn ơi. Chiếc máy bay. Chiếc máy bay trực thăng nha. Rất là đẹp luôn. Nhiều quá. Rồi, nè, còn thêm một chiếc xe mô tô rất là đẹp luôn. Rồi, để đây nha. Rồi, tiếp tục nào. Các bạn ơi, một chiếc xe mô tô nữa. Một chiếc xe mô tô màu vàng. Màu vàng, màu xanh lá cây, màu xanh nước biển. Nhiều màu đẹp quá các bạn ơi. Rồi, bây giờ tiếp tục các bạn. Bây giờ cái núi tiếp theo nha. Cái núi này đi. Cái núi này không biết có gì ha các bạn. Các bạn ơi. Cái gì đây? Một chiếc xe máy xúc các bạn. Nè, một chiếc xe ô tô máy xúc nha. Rất đẹp luôn nè. Chiếc xe ô tô máy xúc này làm việc chung lại chiếc xe ben nè các bạn. Các bạn nhìn thấy đẹp không? Rồi, tiếp tục nào. Còn một cái núi nữa ở đây nữa nè các bạn. Cái núi đây nữa nha. Chúng ta sẽ cùng nhau đón coi trong này có gì nha. Hay quá các bạn ơi. Trong mỗi cái núi có một cái món đồ chơi nhìn rất là đẹp luôn ha. Chúng ta cùng đón xem nào. Cái núi tiếp theo này là cái gì đây? Có cái gì vàng vàng kìa các bạn ơi. Có gì vàng vàng kìa. Vàng vàng tròn tròn các bạn ơi. Chúng ta sẽ cùng đón coi kìa. Vàng vàng tròn tròn kìa. Không biết cái gì ha. Rồi, moi ra xem nào. Vàng vàng tròn tròn. Không biết cái gì đây. Rồi, moi ra nào. Kìa. Rồi, xong rồi, moi ra, đúng rồi. Rồi, ok. Đây, bây giờ mình phủi ra xem nha các bạn. Cái gì đây. Cái này cái gì đây các bạn. Nè, các bạn thử đoán xem. Cái này cái gì mà tròn tròn các bạn. Cái này là cái mũ không các bạn. Nè, cái này cái mũ nè. Cái mũ công trình nè các bạn. Rồi, để mình lấy ra coi. Ở dưới cái mũ này có hai chiếc xe các bạn ơi. Nè, xe container màu xanh nước biển nè.
Wow, thêm một chiếc xe container nữa. Wow, đẹp quá à. Rồi, tiếp tục nào các bạn ơi. Ở phía xa xa kia còn một bạn xe trên cái núi kìa các bạn. Bây giờ bạn máy xúc sẽ chạy qua nha. À, máy xúc sẽ chạy qua. Rồi, à, cho xe xuống rồi. Bây giờ hãy moi ra nào bạn. Wow, nhanh lên nào. Nhanh lên nào bạn ơi. Chúng ta cùng đoán xem ở dưới này có cái gì nha các bạn. Đoán xem nào. Chúng ta cùng đoán xem nào các bạn ơi. Không biết ở đây có cái gì ha. Cái gì đây, cái gì đây. Ôi, ôi, cái gì kìa các bạn. Ôi, cái gì vậy, cái gì vậy. Ôi, cái gì kìa các bạn ơi. Wow, 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 wow. Không biết bạn đó moi lên nổi nha. Ôi, moi lên không nổi bạn ơi. Wow, phải đào thêm các bạn. Moi ra coi nào. Kìa, 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 kìa. Đó, mình đang từ từ thấy rồi đó các bạn. Rồi, mở ra. Rồi, mở ra nha. Rồi, ok, được rồi. Bây giờ bạn lui ra đi để mình lấy ra xem nào. Rồi, các bạn cùng đoán xem cái này là cái gì nha. Đoán xem nào các bạn, cái này cái gì đây. Để mình lôi ra cho bạn cùng đoán nha. Cái gì đây, cái gì đây. Nặng quá các bạn ơi, cái này hơi nặng nặng nha. Wow, các bạn ơi. Một khẩu súng nước. Nhìn rất là đẹp luôn ha. Rồi, cho siêu nhân nhện chơi nha. Wow, các bạn ơi, hôm nay chúng ta đi tìm những chiếc xe đồ chơi và nhặt thêm được nhiều chiếc xe đồ chơi hay quá ha các bạn ha. Đó, các bạn nhìn nè, những chiếc xe này có đẹp hay không? Rồi, các bạn ơi, bây giờ cũng đã đến giờ mình phải về nhà học bài rồi. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.